Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục mình đi thăm bẫy. Đây là cái luồng bẫy mới của mình, gần 20 cái mà hôm bữa mình mới vừa xuống. Thì chuyến này mình đi thăm, hôm nay mình có cầm theo thêm 5 cái bẫy để mình châm thêm. Tại vì thấy ít quá rồi châm thêm 5 cái nữa. Thì mình dụng cụ mình đem theo thì cũng có chuột với lúa để mình thay thôi. Bây giờ mình vô đây mình thăm cái đầu tiên. Cái lỗ ở đây nè, sao thấy nó trầy quậy rồi. Cái đầu tiên thì mình chắc nghĩ là chuột chết hay gì rồi. Thấy lúa nó cũng ém ra ngoài nè. Không biết có hay không mà thấy nó bụi bụi. Lúa. Rồi có hàng cả nhà ơi. Con này con mini nha. Cái đầu tiên được một con hàng mini, chắc là gắn ba quá. Cái này hôm bữa mình làm mẫu một hôm nè, chà gắn ba nhỏ xíu quá. Gắn ba cũng được. Con đầu tiên là cũng mở hàng, mà lấy cái khác mình sẽ cua mình bỏ vô. Xuống đợi con cá mình khui. Ủa sao sạch lép vậy? Trời ơi, có người đạp luôn đó nhà ơi. Hèn chi sao mà nói mình thấy sao sạch lép. Trời, cái này ai dậm cái gì? Chuột ga cả nhà ơi. Này chuột ga bị người ta dậm. Chuột ga mất tiêu rồi. Để mình coi mình sửa lại được hay không, nếu mình sửa lại nha. Chắc ai dặm cái gì á. Đây con cá này giống như có người móc rồi trời. Đây là... Không biết còn, đây còn còn đó nha. Chết cha. Sao thấy bịch lúa nó ém ta? Rồi có cả nhà. Cái này có cả nhà. Mình mới dở lên mình thấy nha. Bự á. Trời trời trời. Bịch lúa ém lắm lì luôn. Đó, lúa đậu ra cả nhà. Đây. Bự á. Ê cha. Con này nửa ký cả nhà ơi. Con này nửa ký là không biết có vô nhức nổi hay không, chứ mình thấy chắc là hơn nửa ký rồi đó. Quá nặng rồi cả nhà. Cái này cái thứ tư nè, quá đã rồi cả nhà. Rồi mình để đây, mình để đây rồi cái mình lấy cái xe cua để lại nha. Đây thôi. Chà 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 chà. Mới vậy dạch gà thấy gì chưa cả nhà. Trời ơi. Trời ơi nó bự. Trời ơi. Mới dạch gà thấy nó nằm cả nhà. Trời ơi. Con này mới vừa vô nó ăn chuột, nó bụng nó bự. Gắn nhì cả nhà ơi. Vậy mà mình tưởng đâu gắn nhất này chứ. Con này nó ăn chuột, cái bụng nó bự chà bá nè. Vậy mà mình tưởng đâu là gắn nhất, ai vậy nha. Nhì. Bụng nó bự. Mới vô ăn cả nhà, ăn cái bụng bệnh kia nè, ngồi ấu con chuột. Bây giờ con này mới vô luôn, mới vô. Còn mới cáo rồi, chưa có phân gì luôn mà. Chưa có phân gì luôn cả nhà, chưa có ị cục nào. Cái này tốn xem 400 g cả nhà. Chà gắn này gắn đực nha. Con này con đực đuôi dài thòn. Rồi lấy cái khác mình bỏ lại, đặt lại nha.
Rồi tiếp tục đây, mình có một cái thăm cái này xong rồi mình ra mình bắt mấy gắn nãy dính chuột chết rồi. Chuột chết hay nó cắn đây, nó thấy này cái đít trứng bọt à, chuột còn luôn cả nhà. Trời, nó cắn gì mà long long mà tưởng là chuột chết, ai giờ chuột còn luôn cả nhà. Rồi cho nó bịt lúa, rồi mình ra mình bắt mấy con gắn nãy mình mới dính đó, như là hai con lớn một con nhỏ vậy á, mình chưa bắt, bây giờ mình ra mình bắt luôn nha. Kiếm sống giờ không đó, đi làm công ty rồi dịch về trước mùa dịch ở sau mùa dịch hả? Dạ em ở Phú Long. Chợ không? Em ở trong chỗ Kinh Đình. Kinh Đình, Kinh Đình chợ đi vô khoảng cỡ 2 cây mấy số. Thì bên ông Đại á, cái gì ở lộn ở bên nhà máy bị trọng á, anh đi vô nhà máy trên bể trọng, anh chạy vô khoảng cỡ 2 cây mấy số rồi tới gọi là nghĩa trang Kinh Đình hồi xưa. Có cái nhà máy trà bá lửa hả, cái đường nhựa nhỏ hả? Đường nhựa lớn, nhà máy ở bên vật liệu tư dữ, vật liệu xây dựng tư dữ. Con này chút xíu, cái này hiện ừ, con này nó hiện bên tư dữ. Tư dữ anh đi vô Phú Long thì một bên gọi là ấp Phú Hòa, còn bên kia gọi là Phú Mỹ. Em ở bên Phú Hòa. Phú Hòa là đường đâu cần hết ta? Không, cần là Phú Hòa là bên đâu cần là nó gọi là Phú Bình hết ta? À, Phú Bình. Phú Bình. Phú Bình. Đã có mua ba đất ở dưới. Dạ. Yeah. Phú Bình. À con này nó ra. Nó ăn bụng. Ồ, bự kìa. Không, nó ăn bụng rồi thấy kìa. Ừ, họ nói kìa. Anh đụng đụng họ cái nói kìa. Bỏ vỏ hỏi nói xong. Ừ. Đấy, nó bò ra. Nó sao ra tới đây. Mấy năm trước ở đây thứ này nhiều lắm. Đủ hành em đặt cái kia cũng nhiều, bây giờ hết, bây giờ quá trời nhiều người đặt hình rồi. Còn em nữa. Còn em nữa. Em này nặng nè. À, em có chắc cũng tầm nửa ký ạ. Em lấy nhiêu ký? Tùy theo nhất nhì nó chia, cũng chia phân loại anh. Nhất thì 300 mấy. Phải đi làm bao nhiêu mê. Hồi đó từng ở dưới gạch chùa, dưới đi gác chim bộ. Ờ, gạch chùa. Cầu gạch chùa. Gạch chùa chạy vô ngay chân cầu như gạch da đó. Đây, gạch con, da đầu trong này. Đây, đây, con này bự nè. Ồ. Con này nó ký, không, không tới đâu. Nó 400 gram hơn. Bao nhiêu gắn nhất? 600, 600 trở lên. Bự ghê hả? Thấy vậy thôi chứ nó không ấy. Nó tung tung nó dù không chậm đâu nha, nó lẹ lắm. Rồi gớt nó xuống đây, đúng rồi. Nó xuống rồi nó cứ nó lẹ lắm. Đã mấy để nó đi bắt chuột quốc cho con 700 gram. Em lâu lâu rồi cũng làm hai con. Đã ha, thịt chứ lắm thịt. Đi sáng giờ hả? Em mới đi à, thấp đâu. Rồi mình tiếp tục cả nhà ơi. Nãy mình ngồi mình bắt mấy con rắn, có cái anh vườn nữa, anh ra anh chơi ngồi tâm sự được chút xíu rồi mình đi. Đây mình có con cái nè, không biết có hay không. Hôm bữa mình đặt cái đây mình lắp nó lại luôn. Dạ chà, không thấy gì nha. Như hiệu chưa? Còn y nguyên cả nhà. Cho nó bịt lúa. Chuột còn nha. Rồi. Đây mình có một cái anh chủ vườn anh mới giờ nó hô phát thỏ, anh thấy anh lấy anh giật lên. Chuột chết rồi cả nhà. Cái này chuột chết nha. Tại anh mới vừa phát thỏ. Anh mới giờ nói anh đang đào đất ở bên kia, anh phát tới đây rồi nè, anh hô tao phát rồi tao thấy rồi tao mới về dục chứ không thôi nè. Phát trúng anh chủ vườn cũng tốt bụng, tại chuyến rồi mình đi thăm cũng gặp ảnh
anh hỏi có hay không, anh biết của mình. Đây. Đây mình có một cái này. Khui ra. Trời. Chuột còn luôn cả nhà ơi, cho bệnh lúa. Cái này im vậy mà nó không có đâu. Trời ơi, mắc hoài á, có ngày có khi mắc 5-6 cái bình thường. Rồi. Tiếp tục cả nhà ơi. Ở đây một cái. Có không đây? Chỗ này hả? Ôi, có gì mà nặng dữ trời. Không biết cái gì không, tại sao mà nặng dữ vậy ta. Trời 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 trời. Vô cả nhà ơi, còn hữu hành chà ba. Quá trời nặng này. Sao bị mớp lợp chúng ta. Trời ơi trời, con này cả ký quá cả nhà ơi. Mình đặt lại cái này nha. Tại vì có người á. Để mình tắt máy mình đặt lại, mình bắt con này ra ngoài cho cả nhà xem nha. Cái kỳ có. Rồi cả nhà ơi, mình mới vừa dính cái con này nè. Nó nặng lắm. Mà cái ngoài coi nè. Trời ơi trời, thấy chưa. Con này dở lên cả kỳ có cả nhà ơi. Quá trời ơi, hồi nãy mình rút ra bên kia có người. Ta đang đào đất ruộng á, 4-5 người bên đó. Mình không dám quay, mình tưởng đồ hú ngựa. Quá trời, cả nhà thấy chưa, con này dở lên nặng chịt cái tay luôn cả ký có cả nhà. Kìa cả nhà thấy chưa, nó ngồi nó phanh trong đây. Cái này bị người ta đạp hay làm sao bị móp luôn nè. Bây giờ để mình tháo cái bao ra coi cho cả nhà xem nha. Để mình lấy cái này. Rồi, bây giờ mình cắt cái bao xong rồi, bây giờ mình dỡ ra cho cả nhà xem nè. Trời ơi trời, cả nhà ơi trời. Thứ này gần cả ký có cả nhà ơi. Quá đã rồi nè. Hết hồn con rắn đi. Trời ơi trời, nó bự mà nó dài cả nhà ơi. Lần đầu tiên thấy luôn, bị người ta đạp luôn nè. Nó móp. Nè cả nhà. Rồi, nó vô lâu lắm rồi, cái đầu nó tàn hết trơn rồi, nó vô lâu lắm rồi cả nhà ơi. Ôi, hồi nãy mình dở lên mình thấy nặng luôn á. Cái lợp của mình rất là bự nha, mà nó nằm cong kiểu này luôn. Quá đã rồi. Bây giờ mình bắt nó ra luôn cả nhà ơi. Xuống gì đâu quá nha, mình bắt nó ra nha cả nhà. Quá đã cả nhà ơi. Con này mày quá khổ rồi. Cái gì mà chịu nổi hàng này. Trời ơi. Ôi ôi trời ơi. Cả nhà ơi. Con này có ký nha cả nhà. Nè. Trời ơi trời, ôi trời bự. Quá trời, con này xảy như mấy lần rồi. Nó bự. Quá trời à cả nhà ơi. Nè. Thấy chưa? Cầm tay. Xuống. Còn xuống cả nhà ơi. Này vô trúng mánh. Cả ký có cả nhà. Còn này cả ký. Ôi, tiếp tục mình đây có một cái. Hôm bữa mình ở đây mình có đào. Đâu đây? Bữa nay sao nhìn thấy cỏ hết trơn này. Đây. Hên quá. Người ta đốn gì ở đây, người ta chặt cây, chặt ấy này quá trời ở đây. Tưởng đâu là bị ai dặm rồi chứ. Có không đây? Sao không thấy gì vậy?
công cực khổ mình đào mình âm xuống gì mà không thấy ta. Chắc quốc vậy. Chà, không thấy gì luôn nha, không biết chuột còn không đây. Ý, chuột đâu rồi? Chuột còn luôn cả nhà ơi, nằm đằng kia kìa. Kìa, còn chuột luôn nha, cho nó bịt lúa ơi. Cho bịt lúa. Mình đây cũng có một cái. Dạ, hôm bữa ở đây nước nhiều lắm. Sao bữa nay nó khô gan vậy? Có không đây? Trống lỏng vậy. Chuột còn luôn, cái này ngon quá trời mà không thấy gì nữa. Còn chuột luôn cả nhà ơi. Rồi. Ui cái này coi. Ui. Rồi. Bị đạp không vậy? Trời ơi, miếng sẹo luôn cả nhà ơi. Chuột còn luôn. Bị đạp một đầu. Trời. Ở đây mình có một cái này. Đầu lên luôn ha. Rồi, có cả nhà ơi, lại dính rồi. Chà, quá nhiều cả nhà ơi. Nè, như một phân nó nằm đây nè. Trời ơi, con này vô lâu rồi, phân nó ở á. Quá đã cả nhà ơi, con này chắc nhì vậy. Vô nhì cả nhà ơi, quá ngon. Con này chắc cỡ nửa ký, nặng lắm cả nhà ơi. Rồi, đặt lại cái khác nha cả nhà. Để ngồi ra ngoài tính. Rồi. Đây mình có một cái nè cả nhà. Ồ. Đây nè. Đây nè. Có không đây? Trời. Nhìn nhiều nha. Chuột còn luôn cả nhà ơi. Chết quốc. Rồi. Trong đây mình có một cái chết trong đây con này thấy không ấy, trời nước lừ chuột còn luôn đó nha. Rồi để mình ra mình bắt gắn nó luôn cái này. Giờ mình bắt con gắn nãy mới dính luôn ra cả nhà ơi. Con này cũng ngon rồi nha. Con này chắc cũng tầm cha nửa ký. Trời ơi cả nhà ơi, thấy vậy đó, thấy gà bành kỳ nửa ký yếu quá. Bằng cầm tay nè, này nửa ký yếu cả nhà ơi. Mình thăm à, nãy giờ được 17 cái à, quá ngon rồi cả nhà ơi. Này túi gắn nè, này là địa điểm mới của mình. 17 cái, có một con chà bá, một con này chắc cũng cả ký có, con bự á. Để lát nữa mình về mình thăm thử coi. Nói lộn, mình xin lỗi, lát nữa mình về mình quay thử coi, mình căng thử á, mình căng thử coi con này được ký không nha. Quá trời con này cả nhà ơi. Rồi, bây giờ thì mình cột mình đi thăm còn 2 cái nữa cả nhà. Giờ mình còn 2 cái nữa nha, mình thăm 2 cái nữa rồi mình coi nó kết quả là sao. Rồi, rồi. Thì nãy giờ mình đi thăm bẫy cũng đã về tới nhà. Bây giờ mình lấy thử cái con rắn bự này mình căng thử nha. Mình mới vừa bắt để riêng. Đây là hai túi của mình.
Thì con này là mình bắt để riêng để mình căng nữa coi nó được bao nhiêu. Thì bây giờ thì mình căng nha, cái căng của mình để đó. Giờ để cho mình căng cho nó được nhiêu. Rồi. Những cái căng của mình thì cũng đã có trừ cái túi này nãy mình trừ rồi, cái túi này cũng được có 2 kg à. Giờ để luôn coi. À cha. Con này 900 g cả nhà ơi. 900 g à. 900 g. Thằng chị thấy nó nặng quá trời. Đây, thì túi gắn của mình 900 g dưới đây bịch túi này nữa. Hôm nay mình thăm 20 cái rồi, gần 20 cái. Cái này 1 ký 3 yếu nha. Ký 3 yếu thì tính ra thì được cũng được 2 ký 1. Trừ hết thì 2 ký 1. Đó. Đây là túi của mình. Hôm nay mình đi được 2 ký 1 là tính ra là 20. Không tới 20 cái đâu, hình như là 17 16 cái nha. Nãy nhớ hình như là 17 cái đó cả nhà. Mình có chăm thêm 5 cái nữa. Thì như vậy là địa điểm mới cũng im. Thôi mình cũng xin tạm dừng và kết thúc video luôn nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video và ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà lại những video tiếp theo nha. Bye bye.